Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ngủ ngon quá. Đồ của Naruto nữa, mày đặt làm như mình là ninja thiệt vậy đó. Trời ơi, ninja dộm. Không. Vậy sao đúng là ninja chứ không phải là bày đặt, ok? Đúng chị rồi. Mới mặc được hơi bị nhớ nha. Ây à, đâu, chị thử biểu diễn cho em xem mới coi chị nói gì. Ai tên đâu, thử diễn coi. Làm được vậy. Biểu diễn nè, ok luôn baby. Đứng dựng ra cái không lại chẳng may chị quýnh vào lại khóc ra đấy bây giờ. Thôi ơi, sao thể hiện coi. Naruto có thể kinh công bay trên gió luôn, cái gì nghe ghê vậy trời. Ủa mà khoe từ mui này là mui đầu tư thêm cả cái cây kiếm katana là hết ghê vậy hả? Ghê vậy, đây là sau khi học được thuật ninja này tôi được tặng cái này biết không? Wow, ghê vậy ta. Đâu đâu cho em mượn em coi thử, coi em ngắm thử cái kiếm coi đẹp quá vậy, cho mượn đi. Wow, không, tí nữa cho tí nữa cho kim cương, tí nữa cho kim cương, cho mượn kiếm xíu đi đi. Nhớ trả lại á, nhớ trả lại. Trả lại. Ok. Wow. Ôi, cây kiếm nhìn đúng ngầu luôn các bạn. Đâu để mình xem thử coi. Ui, trời chém được. Ủa hai từ. Có gì đây? Ủa gì đây? Ủa sao em cũng bay được nè mui? Ủa? À, trời ơi, thì ra cái cây kiếm này nó có gắn cái cánh quạt vô xong đầu bay lên được vậy, mà tưởng là bả có phép thuật của ninja thiệt. Trời tào lao. Ui. Tại sao? Hả? Chị không được thành ninja đấy. Bây giờ em muốn cái gì đúng không? Ôi chị làm gì vậy? Ôi! Nè ca mui, người ta làm ninja. Người ta làm ninja là người ta để bảo vệ người khác, chứ phải đi đánh người khác nha mui. Tôi đánh là chị nè, tôi đánh là chị nè. Tôi sợ chị quá. Mui lại sợ chị quá. Muốn solo luôn. Ôi xin lỗi. Ca mui, từ dừng lại. Để em nói chị nè. Chị nhớ mặt chị á nha, chị dám đánh em. Chị tưởng là chị là học được có vài ba cái thuật ninja tào lao trên mạng mà chị tưởng là chị hay hả? Phải được, nếu mà đã như vậy á, em cũng sẽ đi học làm ninja. Sau đó em quay về đây á, em trả thù chị. Nhưng mà em học ninja á nha, là nhẫn thuật của em đỉnh hơn chị nhiều. Trong cái trò mà gắn trong chấm tre, trong cái cây kiếm này bay lên đó với chị đâu. Được rồi, để đó. Tôi đi rồi, tôi sẽ quay trở lại. Bây giờ tôi sẽ lên trên núi, tôi học làm ninja. Mấy người để đó. Dạ, mày bà còn dí mà quýnh mình nữa kìa. Ây da. Mui. Rồi, bực quá. Tôi bơi đi luôn, tôi bơi luôn. Khỏi ở đây nữa, tôi bơi lên núi luôn. Trời ơi, tức quá. Ây da. Ok, cuối cùng cũng lên núi được rồi. Trời, mệt quá mấy bạn ơi. Từ nãy giờ mình leo núi đúng mệt luôn á trời. Nhưng mà hình như chỗ này mình nghĩ là mình đã đi đúng chỗ rồi nè bạn ơi. Ở chỗ này nó có một cái cổng nhìn y hệt như cái cổng ở trong mấy cái phim của ninja nè bạn. Cái cổng này là cổng của Nhật Bản nè. Yeah, vậy là mình đã đi đúng nơi rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong để tìm thầy xin học làm ninja nha các bạn nha. Ôi nhưng mà chưa gì mới vừa lên trên núi thôi mà mình đã thấy mình có được một cái kiếm katana nè các bạn. Wow, trời ơi, hơi bị ngầu luôn nha. Mà cái kiếm này có dùng được không ta, thử coi. Hui hui
Wow, trời múa kiếm nè. Trời ngầu. Được, ok, để mình vô mình xin thầy mới được. Ủa khoan từ, có cái ông nào đứng ở đây đây, có khi nào ông này là thầy của mình không ta? Từ để lại hỏi thử coi. Dạ em chào thầy ạ. Chào em. Không biết có phải em muốn đến đây để học làm ninja đúng không hả? Wow, trời ơi, thầy đúng thiệt là thầy của em luôn á, đoán đúng như thần. Dạ đúng rồi thầy ơi, em muốn đến đây để xin học làm ninja đó ạ. Được thôi, vậy thì đi theo ta. Dạ vâng, ok thầy. Để coi thầy sẽ dẫn mình đi đâu đây. Không biết là thầy đưa mình qua bên đây để làm cái gì đó ta. Ở bên này. Trời ơi, thầy xuất hiện y hệt như một ninja luôn bạn ơi, ghê thiệt. Ok, từ từ để mình xem coi. Ở bên này hình như là thầy kêu mình là phải sử dụng katana để tiêu diệt được ba cái hình rơm ở đây nè bạn. Ok, được. Thế thì quá dễ thôi. Sử dụng katana chém mấy cái là xong chứ có gì đâu. Ok, để mình thử nha bạn nha. Để mình thử coi không biết là mình có tập được nha. Chém thử nè. Hui. Đó, ok, một cái. Rồi qua bên đây. Hui. Rồi, hai cái. Quá là đơn giản với Phong luôn. Ok, cái thứ ba nè. Hui. Ok, yeah. Wow, hình như là bài tập tiếp theo mà thầy muốn giao cho mình đó chính là mình phải học đỡ đòn các bạn ơi. Ở bên này có con hình nhân nó đang chém nè, mà nếu như mình lại gần nó, ui, là mình sẽ bị thua. Wow, trời ơi, vậy là mình phải đỡ các bạn ơi. Ok, vậy là bây giờ mình phải học đỡ đòn đúng không? Rồi, lấy kiếm ra nè, cái con này chết với mình rồi. Hay, nãy là ngươi dám chém ta đúng không? Ok, xem ta đây. Hay, tuyệt chiêu đỡ đòn. Ui, đó, mấy bạn thấy mình ngồi xuống nhìn mình ngầu quá các bạn. Đó, ngồi xuống cầm cái kiếm nhìn ngầu thực sự luôn á. Ui. Cha, ui cái con này biết đỡ bạn ơi, nó đỡ được kìa. Ui, ôi cái con này coi bộ ghê nha từ. Đó. Ây da, là cái này là cái chiêu đỡ. Ok. Đỡ nè, chém đi. Ây da, may quá mình đỡ được rồi. Rồi ok, đi đến màn tiếp theo thôi. Ơi, thầy dạy cho mình mấy cái này học mệt quá bạn ơi. Wow, bên này là thầy sẽ cho mình chọn vũ khí bạn ơi. Bên này có rất là nhiều vũ khí luôn nè. Nào là mấy cái cây này là cái gì đây? Naginata hả? Là cái gì vậy? Không biết. Kanabo. Rồi cái này là Kaestu. Rồi bên này là K cái gì Kusari Gama. Nói chung là mình đọc vậy thôi đúng hay không rồi tỷ bạn. Ok. Rồi từ từ để mình xem coi, hiện tại mình đã có katana nè, mà nếu như mình muốn dùng vũ khí khác hả, mình thì mình thích dùng bằng katana. Ui bên này có cái cây này nhìn cũng ngầu quá nè bạn, mình sẽ thử lấy cây này nha. Trời ơi, cái cây này cũng là một cái cây kiếm giống katana nhưng mà nó cong mấy bạn ơi, để mình rút nó ra thử coi. Wow, trời ơi, cây này nhìn chiến thật sự luôn á. Chém. Trời ơi, ngầu. Được, mình sẽ lấy cây này nha bạn nha. Rồi đi tiếp. Ok, qua bên đây xem coi. Rồi bây giờ thầy mình bảo với mình á là mình chỉ cần qua bên cánh cổng này thì mình sẽ được đi đến thế giới của ninja để mình học kiếm thuật của ninja bạn ơi. Rồi mình học thêm mấy những thuật đồ nữa. Ok, cảm ơn thầy, em đi đây. Wow, trời ơi bạn ơi, hiện tại là mình đang đi đến một cái nơi nhìn rất là lạ nữa bạn. Hình như chỗ này là chỗ mà mình sẽ phải đến đây để mình đi học hay sao á. Ui, ở trên đây cũng có nhiều người cũng đang sử dụng kiếm katana. Ui trời ơi, mấy người đánh nhau kìa bạn. Wow, trời, ghê. Ui, trời, đánh nhau căng thẳng quá vậy trời. Để mình xem coi ai thắng nha. Wow, trời ơi, ghê như vậy. Thắng luôn kìa. Xin. Quá đỉnh. Rồi ok, để mình sẽ thách đấu với thanh niên này nha. Hồi nãy mình cũng có học được chút. Tính ra mình muốn thách đấu mà thanh niên này vừa mới vô chém cái xong luôn rồi. Ủa gì kỳ vậy? Trời ơi trời, ok đi tiếp. Để mình đi qua coi màn tiếp theo là gì đây. Wow, mình qua bên này thì mình thấy có mấy cái người ở bên đây nhìn ngầu quá trời quá đất. Cái anh này ảnh đội nguyên cái đầu bí ngô trên đầu luôn nè các bạn ơi. Từ để mình xem coi. Trời ơi, đánh nhau căng thẳng ấy. Ui, ảnh lao về phía mình kìa. Hình như là anh muốn đánh nhau với mình hay sao á. Ơi nè, không có giỡn nha. Tôi không có giỡn với mấy người nha. Đừng có sao chạy đâu mất tiêu rồi. Ủa, gì kỳ á? Tưởng đánh nhau. Ok, được rồi. Wow, có anh này còn mặc đồ của cầu thủ đá banh nữa nè. Gây thiệt. À, đánh nhau đúng không? Đánh đi. Ây da, no, mình chết queo rồi. Ai, muốn học ninja ở đây khổ quá bạn ơi. Xung quanh toàn là kẻ thù thôi à. Nhào vô đây đánh nhau nè bạn ơi. Ui, thanh niên kia hình như cầm kiếm kim cương của Minecraft kìa. Đứng lại đó, chạy đâu cho thoát. Ok, mình đã tiêu diệt được thêm một người rồi. Vậy là hai người. Ui, bên kia có một người đang cầm một cái nĩa. Bạn ơi, cầm cái nĩa đánh nhau luôn hả? Cái này là cái nĩa đang cơm mà. Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng một xíu kỹ năng của ninja thử xem. Ấy, lướt nè, chém nè. Rồi xong tua đó rồi. Ơi, mình phải cố gắng học hỏi thêm thôi. Coi các bạn ơi, mình mới vừa đổi qua vũ khí mới nè. Để mình test thử vũ khí mới này coi như thế nào nha các bạn nha. Ui trời ơi, vũ khí mới này coi bộ là xịn hơn nè. Được, lấy cây này đi đánh cho nó dễ. Chứ dùng bằng cây kiếm katana đánh khó quá. Ok, được rồi. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây để mình tập luyện nha các bạn nha. Mình sẽ cố gắng tập luyện để làm sao mình có thể trở thành một ninja mạnh mẽ nhất. Ui, tập luyện thôi. Mình đang bị kẻ thù tấn công các bạn ơi, đông quá.
chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Quá trời đông luôn. Hết xa. Một người. Người thứ hai đi chiêu lướt. Hai người. Ok. Ui, có người thứ ba xuất hiện nữa kìa. Nhào vô đây mà đánh. Ôi, thanh niên này đỡ, thanh niên này dùng tuyệt chiêu đỡ. Đâu. Ui, đông quá. Hai người. Ôi trời ơi, mình giết được ba người rồi. Thôi không sao, cố gắng hơn. Wow, ở bên này coi bộ đông mà nha. Ok, được, nhào đây. Hui, đỡ nè. Xa. Ok, bốn người. Rồi tiếp. Ui, đông quá gì? Ây da. Trời ơi, thua nữa rồi. Rồi, ok bạn ơi, và sau một khoảng thời gian cố gắng tập luyện vất vả, có thể mấy bạn xem trên video là các bạn thấy ít như vậy thôi, nhưng thật ra là mình đã ở đây được 3 ngày rồi các bạn ơi, và mình cũng đã học được rất là nhiều kỹ năng của ninja. Ví dụ như là tập nhảy hip hop đó. Đỉnh chưa? Hay là tập nhảy như thế này đó. Thôi mình đùa thôi. Thật ra là mình đã học được rất là nhiều kỹ năng của ninja xa nha các bạn nha. Và bây giờ đã đến lúc để mình phục thù Hero Team rồi. Đi thôi. Uai, Hero Team bảy đệ đó. Rồi ok bạn ơi, ở bên này thì mình có thấy được một cái tiệm bán sushi nè bạn. Được, trời ơi, đúng là món ăn Nhật Bản luôn. Món sushi nha các bạn nha. Được, tôi sẽ vô ăn cái món này. Ui, ở bên này có cái máy chơi game nè. Đảo gì ta? Đâu tôi chơi thử coi. Nhưng mà thôi tôi vô tôi ăn sushi mà phải tôi chơi game đâu. Đúng rồi, vô ăn sushi chứ. Wow, quán này coi bộ đông khách rồi nha. Sushi băng truyền nè, mình sẽ ăn để mình lấy sức tí nữa vô còn chiến đấu với hội anh em nữa chứ. Rồi ok, để mình kiếm chỗ nào đó vắng người xíu đi. À bên này đi. Rồi ngồi dưới đây nè. Bây giờ để kiếm coi ăn cái món gì đây. Bình thường thì mình rất là thích sushi tôm. Ok, để chờ sushi tôm ra lấy ăn nè. Ê, sao mãi không có vậy ta? Thôi mình lấy tạm tí rong biển đi. Ok, lấy rong biển nè. Sau đó lấy cơm cuộn nè. Rồi. Ui, có món lương nè bạn. Được, cái món lương này ngon nha. Tôi sẽ lấy thêm một dĩa lương nữa. Ôi mà hình như lấy không được nó rồi, nhiều quá. Trời ơi. Rồi, ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã lấy được cho mình đầu tiên là rong biển nè, tiếp theo là cơm cuộn nè, rồi lương nè, với lại là cái này là trứng cá hồi bạn ơi, hơi bị ngon luôn á nha. Ok được, bây giờ tôi sẽ ăn để lấy sức tí nữa còn tập luyện với anh em nè. Lấy đũa nè, đó, cầm đũa ăn đàng hoàng rồi, thấy không đó, gắp miếng xưa rong biển nè bỏ vô miệng ngon, ngon. Ok, thêm một tí cơm cuộn ăn tiếp, rồi sau đó là ăn thêm một miếng lương nữa ngon, ngon. Ok, sau đó là trứng cá hồi, trời cái này tôi thích nhất nè, ngon á. Ok, mình sẽ ăn hết cái đống này luôn, sau đó mình sẽ về nhà để mình còn chiến đấu với anh em nữa chứ, phục thù. Ok, ăn thôi. Nhầm. Trời ơi, no quá bạn ơi, ăn hết trơn rồi nè. Bây giờ người ta vô ta dọn luôn cả dĩa của mình luôn rồi nè. Thôi được rồi, bỏ đôi đũa xuống. Ai, no bụng rồi. Cảm ơn nhà hàng rất là nhiều vì đã đãi tôi ăn nha. Bây giờ tôi sẽ về nhà để tìm hội anh em của Hero Team. À không, có cả chị em nữa bạn ơi. Trời tối luôn nè. Thôi được rồi, đã đến lúc mình phải về lại ngôi làng Hero Team để cho mọi người biết thế nào là một ninja thật sự. Đi thôi. Thời gian vừa qua tôi đã lên núi để học làm ninja. Cười vậy? Trời ơi, không cần. Không cần nghĩ là mặc cái bộ đồ của ninja và là trở thành ninja liền à? Có kiếm không? Có muốn không? Trời ơi, làm ninja mà mày đặt sử dụng kiếm. Ninja là không cần kiếm, chỉ có samurai mới dùng kiếm thôi. Chị ơi, chị có coi Naruto không? Chị có thấy bao giờ Naruto dùng kiếm chưa? Tào lao. Ui. Thì cũng phải có vũ khí chứ bộ. Đúng rồi mà. Nè, em nói chị nghe nè, chị đang mặc bộ đồ của Naruto cho nên em quyết định đi mua đồ cosplay thành Sasuke để thách đấu với chị luôn nè, ghê chưa? Không ơi, ông mặc bộ đồ đó không với ông mạnh hơn đâu. Không à, ơi. Mấy người vẫn còn xem thường tôi chị. Được rồi, vậy thì bây giờ sẽ là trận đấu giữa Muiruto. Ừ, đây là trận đấu giữa Muiruto và Phong Suke đó. Hợp lý. Dân ba Phong Suke mui ủi một ủi là Phong đi liền. Ghê. Được rồi, vậy thì bây giờ để coi ai mới là ninja thật sự đây. Được, có giỏi thì đi theo tôi nè, qua đây thách đấu. Trời ơi, làm như sợ. Rồi bay rồi. Ôi, đâu phải nhảy. Trời ơi.
Cái này là Naruto chị ơi, chứ phải là Doraemon dùng chấm chấm tre bay lên. Ok, đi thôi nào, nhanh lên. Rồi, và bây giờ sẽ đến với trận thi đấu đầu tiên giữa Phong Suke và Muiruto. Yeah, ok, Mui sẵn sàng chưa? Rồi, bây giờ thi bắn cung đúng không? Tào lao, trời ơi, làm ninja ai mà đi bắn cung. Làm ninja chị không có coi Naruto, ta phải dùng phi tiêu, chị hiểu không? Chị nhìn trên tay em nè, cái này là cái phi tiêu nè. Đó, chị coi em nè. Đó, ném nè, ném, bắn bắn cái con kia. Trời, nó chạy mất tiêu rồi. Bắn trúng nó phát nào chưa? Bắn trúng nó phát nào chưa hả? Ủa, bắn trúng rồi đó, rồi bắn thêm một phát nữa trúng nữa nè. Tiêu. Đâu, đâu, đâu. Chiêu. Trúng chưa? Trời. Đó, trúng rồi đó, thấy chưa? Tại sao quá chứ bộ. Trời ơi, chứ không phải là mình đánh hụt đâu ha. Trời ơi, nè, em nói chị biết nha, em mới học một tuần thôi mà em bắn được vậy là hay rồi. Bây giờ coi nè nha, đây, chị nhìn đi. Ở phía trước mặt chúng ta là có một cái hình nhân kìa, chị thấy không? Đó, và ở giữa cái hình nhân này nó có một cái hình tròn ở giữa đó. Nhiệm vụ của chị là phải dùng cái phi tiêu này làm sao? Ném phi tiêu làm sao cho nó dính vô được cái hình tròn ở giữa kia. Đó, đó thấy không? Đơn giản, bé ơi, ném phi tiêu không? Chị nhường bé ném trước đó bé. Trời ơi, vậy hả? Không, em á là em thuộc chủ nghĩa Lady First, hiểu không? Cái gì cũng nhường con gái trước, cho nên là mời chị. Mui ơi, thiền đi Mui ơi, sợ gì? Okay, xin mời. Em đứng lùi ra coi, nhìn chị thế này. Xin mời chị, xin mời chị Mui Naruto ném trước, ok, ném đi chị. Ok, bé, bé này một phát trúng rồi không bưng. Trời ơi, trời ơi, tưởng ném thế nào, ném mà dính vô cái chân kìa trời, không được dính vô cái người của hình nhân nữa. Ném nháp, xé nháp, xé nháp. Không có xé nháp gì hết trơn á, một lần duy nhất thôi, làm ninja là không có xé nháp, ok. Ôi, kỳ vậy. Ok, mình đánh, để tôi lên, nói, ông ném đi. Ok, được. Chống đâu bị đặt. Bây giờ coi em ném nè. Trời ơi, cái gì chứ, cái này đơn giản. Mình đã học rồi mà bạn, các bạn coi mình đây. Ôi, cha. Yeah, trời ơi, dính vào giữa luôn kìa. Sao nào, sao nào Mui. Cái này là chỉ là cái này thôi. Chị phi tiêu chị cận nên là nhìn nó hơi xa, nó không nhìn xa nó khó. Ủa, cái gì, chị nói gì, chị bị cận trên, chị ném hụt hả? Tào lao, em tên là Phong Cận luôn nè, em bị cận hơn chị luôn mà em còn ném trúng nè, đừng có nói lý do. Ok. Thì là lần đầu thôi, tỷ thí tiếp đi. Ok, tỷ thí tiếp đúng không? Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tỷ thí tiếp theo nha. Camu vẫn chưa phục mình các bạn ơi. Rồi, đi thôi, let's go. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tỷ thí tiếp theo nha các bạn nha. Cho Camu phục luôn nè. Rồi, ok. Đến với màn tỷ thí tiếp theo thì nhiệm vụ của em với Camu đó chính là chúng ta sẽ phải đi ở trên mặt nước. Đó. Trời ơi, đơn giản thế quá vậy. Đơn giản hả? Cái gì khó khó hơn được không? Ai, trời ơi, cái này là khó lắm mày đó. Tại vì ninja là người ta phải biết bắt cua, người ta phải biết đi ở trên nước, chạy ở trên nước luôn. Thì bây giờ á, ok, được rồi, em mời chị Mui làm trước, em qua đây chấm điểm. Rồi, vô làm đi. Rồi, cứ đừng đấy nha, quan trọng là mình đi trên nước là được đúng không? Ok, à, đúng rồi, làm đi. Nhìn chị thể hiện đây này. Rồi, thể hiện đi. Ôi, múa. Ủa, cái gì vậy? Ủa? Trời ơi, tàu lao. Ninja là người ta phải đi trên mặt nước, chứ ai mà đi thuyền giống như chị. Tàu lao có mỗi cái hồ bơi bé tí tẹo. Quan trọng là trên mặt nước là được rồi, đâu có yêu cầu là phải làm gì trên mặt nước đâu. Trời ơi, cùi bắp. Mấy bạn coi mình nè, cái này khỏi cần chấm điểm luôn, để cho mấy bạn fan chấm điểm. Ok, Mui coi em nè. Nè, ca Mui nhìn em thể hiện nè nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Đi trên nước. Ghê chưa, thấy không, em đang đi trên mặt nước nè, ghê chưa. Sao đi được vòng tròn vậy? Đi được chứ, từ để thử quay lỡ đi không? Ủa, đi được đâu? Làm sao mà đi được? Mọi người á là mọi người chỉ có thể bơi được thôi, còn tôi là tôi vừa đi, tôi vừa trượt ở trên nước luôn rồi. Nè, làm lại lần nữa coi nè, trượt trên nước nè. Đó, rồi. Đi trên nước nè, ghê chưa? Chắc chắn là em lắp cái gì đó ở chân mới được như thế này chứ làm sao mà đi được? Gì? Chị nói là em lắp cái gì dưới chân hả? Em không có chơi ăn gian với chị mà lắp trong chống tre vô cây kiếm đâu. Chị coi em nè, chứ chị không tin đúng không? Chị xem đây. Ơi, sử dụng nhẫn thuật. Ôi giời, đó, Mui nhìn thấy gì chưa? Cái này, cái này
chính sao, là sao làm được? Một con rồng làm bằng nước đó. Chị thấy em gơi ông tạo con rồng bằng nước nè, sau đó là em đập vô mặt chị à. À. Sao chị thua chưa? Từ một phong cận yếu đuối bị Camui bắt nạt, bây giờ mình đã trở thành ninja thật sự và có thể đánh bại được Camui rồi. Bạn thấy mình ghê chưa? Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ video này cũng rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy bên kênh YouTube của Sammy Camui cùng với tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người đó nha anh em nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Are the king, Hero team, Hero team.